Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đạo trưởng Hòa thượng Ân Sư Tổ Đình Hoằng Pháp Thượng Chân Hạ Tín Chứng Minh. Kính bạch trên Đại Đức Trụ Trì Thượng Tâm Hạ Trường Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức tại trú xứ Chùa Hoằng Pháp Chứng Minh. Hôm nay chúng con đầy đủ nhân duyên phước báu được sự chỉ dạy của quý ngài cho con lên đây để chia sẻ và cùng sinh hoạt cùng với các em thiếu nhi. Lời đầu tiên con kính chúc trên Chư Tôn Thiền Đức tại trú xứ Chùa Hoằng Pháp thân khỏe tâm an, tứ đại điều hòa, chúng sinh đều được lợi lạc, và tăng nghiệp hạ an cư được thập phần viên mãn, để cho hàng hậu học của chúng con được ân tiêm công đức và nương tựa tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn trẻ kính mến, thầy xin chào tất cả các con đã sáng hôm nay về chùa Hoằng Pháp để tham dự khóa tu thiếu nhi một ngày. Thầy cũng tri ân cha mẹ của các con đã tạo điều kiện nhân duyên để cho các con về chùa tham dự khóa tu, sống trong môi trường thiện lành. Đó cũng là một điều rất tốt, rất đẹp dành cho các con. Trước khi vào cái buổi chia sẻ thì thầy chỉ cho các con bốn phương cách để trở nên một con người tốt, trở nên một con người có đạo đức, dễ thương và trở nên một con người thánh thiện ở trong cuộc đời này. Thầy nêu lên bốn điều mà bạn nào nhắc lại được thì thầy sẽ tặng cho bạn đó một món quà. Các con có đồng ý không? Cái phương cách thứ nhất là phải biết học cách im lặng. Im lặng là để cho chúng ta tôn trọng người khác, mà cũng lúc mình im lặng cũng là để cho chúng ta học hỏi được nhiều điều ở trong cuộc sống này. Các con im lặng đúng lúc, nói đúng lúc thì cái sự tốt đẹp nó sẽ phát huy một cách cao nhất. Đó là cái cách thứ nhất, là phải học cách im lặng. Nếu như thầy đang nói mà các con nói chuyện theo thì vậy là đúng hay sai? Tốt lắm, các con rất là giỏi. Bài học thứ hai là phải biết lắng nghe. Mình lắng nghe để hiểu, hiểu những gì thầy nói, hiểu những gì thầy dạy. Nếu các con không lắng nghe thì các con không hiểu gì thầy đang nói hết. Các con sống trong cuộc, cái gia đình của mình cũng vậy. Nếu như các con mà không nghe lời của bố mẹ nói, không nghe sự chỉ bảo của cha mẹ, của anh chị, thì các con không phải là một người con ngoan. Cho nên cái cách thứ hai là phải học cách lắng nghe.
Cách thứ ba là phải học cách quan sát. Các con quan sát để mình phân biệt được điều gì là nên, điều gì không nên, điều gì tốt, điều gì chưa tốt. Cho nên cách thứ ba là phải học cách quan sát. Mình quan sát xem tất cả các bạn trong cái hội trường này ai cũng im lặng hết, mà chỉ có một mình nói chuyện thôi, thì có đúng hay sai? Bởi vì như vậy cho nên các con quan sát rồi im lặng. Đó là cách thứ ba. Cách thứ tư là phải học ghi nhớ. Những gì mình được học, những gì mình được trao dồi, những gì mình được tiếp thu, nhiều cái hay cái đẹp thì mình phải ráng ghi nhớ, để cho những cái điều tốt đẹp đó nó đi vào trí óc của mình. Đó là cách thứ bốn. Thầy nhắc lại, cách thứ nhất là phải học cách im lặng. Các con im lặng chưa? Cách thứ hai là phải học cách lắng nghe. Cách thứ ba là phải học cách quan sát. Thứ tư là phải học cách ghi nhớ. Đây là bốn cách để trở nên một con người thành công, để trở nên một con người có nhân cách tốt, có đạo đức tốt. Và bất cứ độ tuổi nào, dù là thiếu nhi, thanh thiếu niên, sinh viên, trung niên, đến già cũng phải học bốn điều này. Cho nên bốn điều này rất quan trọng cho tất cả con người của chúng ta. Bốn cách này là nó thể hiện được cái sự tốt đẹp của một con người. Cho nên các con phải cố gắng im lặng, lắng nghe, quan sát và ghi nhớ, để mình có thể áp dụng trong cuộc sống thường ngày của mình. Bây giờ ai có thể nhắc lại được bốn điều này và giải thích như thế nào cho đúng cho hay thì thầy sẽ tặng thưởng. Đó, bà áo xanh đó. Đó. Thầy tặng cho bạn một món quà. Nhìn thầy, cái thứ nhất là im lặng. Khi người ta nói, mình phải im lặng để hiện được sự tôn trọng của mình đối với người khác. Bước thứ hai là lắng nghe. Khi người khác nói, mình phải biết lắng nghe để nghe những người, lời người đó nói. Dạ thưa thầy, bước thứ ba, cách thứ ba là quan sát. Mình quan sát để biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên, cái nào không nên. Và bước cuối cùng là ghi nhớ. Mình ghi nhớ những điều dạy bảo từ cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Dạ, cô xin ơn. Rồi, thầy cảm ơn con. Tặng con một món quà. Đó là bài học thứ nhất đầu tiên mà thầy chỉ cho các con. Đó là im lặng, lắng nghe, quan sát và ghi nhớ. Đó là bốn điều thứ nhất. Bài học thứ hai, và thầy sẽ nêu ra xem thử
mình chọn cái phương pháp nào, mình chọn cái điều nào ở trong bốn điều trong cuộc sống của các con, ở trong gia đình các con có bố, có mẹ, có anh chị em, thì thầy cũng muốn chia sẻ bốn điều ở trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Thì các con hãy lắng nghe xem mình nằm trong trường hợp nào, và mình sẽ chọn cái trường hợp nào để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Cái trường hợp thứ nhất là cha mẹ dễ thương mà con cái chưa được dễ thương. Thường ở trong gia đình của mình, cha mẹ của mình rất là hiền, rất là tốt đẹp, sống có đạo đức, nhân cách của một người làm cha làm mẹ, và thương yêu con hết lòng. Nhưng trái lại, con cái không nghe lời bố mẹ, phớt lờ đi những lời dạy của bố mẹ, và chơi với bạn xấu, không lo chịu học hành, cha mẹ nhắc nhở mà không nghe, rồi ra ngoài xã hội đi học trên trường toàn là tiếp thu những điều xấu thôi, tiếp thu những lời nói xấu, những cái hành động xấu, những cái ý nghĩ xấu, và trở nên một cái con người, cái người con không được dễ thương, là cái trường hợp thứ nhất. Các con có rơi vào trường hợp này hay không? Không thì cho một tràng vỗ tay. Đó là trường hợp thứ nhất, có nghĩa là cha mẹ dễ thương nhưng con cái chưa được dễ thương. Cái trường hợp thứ hai là con cái dễ thương nhưng cha mẹ không được dễ thương. Con cái thì rất là ngoan, rất là hiền, rất là dễ thương, biết nghe lời cha mẹ ông bà, biết nghe lời anh chị em, chăm lo học hành. Nhưng cha mẹ lại không mấy quan tâm con cái, không để ý con mình, lo cái cuộc sống nhiều quá mà không có thời gian dành cho con cái. Chính vì như vậy con cái buồn. Rồi cha mẹ lại tham gia vào những cái điều không tốt ở ngoài xã hội, rồi nói những lời nói không dễ thương, làm những việc không dễ thương, để rồi con cái bị tổn thương. Đây là trường hợp thứ hai, là con cái dễ thương mà cha mẹ chưa được dễ thương. Các con đã thấy điều này ở trong cuộc sống chưa? Có rồi phải không? Và đây là trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba là cha mẹ không dễ thương mà con cái cũng không dễ thương. Cha mẹ không dễ thương, con cái không dễ thương, sống trong một gia đình thì gia đình đó trở nên khổ đau, đau khổ vô cùng. Đi ra ngoài xã hội làm những việc mà xã hội không đồng tình. Con cái thì ăn chơi lêu lỏng, chơi những trò chơi nó không phù hợp, ví dụ như là hút thuốc, chơi xì ke ma túy, ham chơi game, bỏ nhà bỏ cửa,
Rồi cha mẹ nói những lời nói không dễ thương, không dùng những hành động hiền lành để sống giữa một gia đình với nhau, mà lúc nào cũng gây oán đối, lúc nào cũng gây đổ vỡ, lúc nào cũng gây đau khổ cho nhau, thì gia đình đó không phải là một gia đình tốt. Các con đã thấy trường hợp nào như trường hợp này chưa? Các con có muốn sống trong một gia đình này không? Đó là một nhận thức rất đúng, chính là không chấp nhận một cái gia đình như vậy. Thì các con hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Cái trường hợp thứ tư là cha mẹ dễ thương mà con cái cũng dễ thương. Sống trong một gia đình cha mẹ hiền lành, con cái ngoan ngoãn, biết lắng nghe, biết sẻ chia, biết kính trên nhường dưới, biết giúp nhau, sống trong cái môi trường tốt, sống trong một cái môi trường hay đẹp. Và điều này thầy đang và đã thấy trước mặt của thầy chính là các con. Tại vì sao thầy nói là các con? Thứ nhất, cha mẹ đã mong muốn các con đến chùa, đến một cái môi trường tốt đẹp như là chùa Hoằng Pháp chúng ta để tham dự khóa tu. Cái thứ nhất là cha mẹ của các con đã định hướng đúng cho các con đi vào đời một cách tốt đẹp. Đó là cái sự tốt đẹp của cha của mẹ. Và chính bản thân của các con đến đây thầy thấy rằng cũng rất là ngoan, rất là hiền lành, rất là biết nghe lời. Thầy nói im lặng thì các con im lặng, thầy nói các con lắng nghe thì các con lắng nghe. Điều đó rất tốt, điều đó rất hay. Và tất cả các con hãy tự thưởng cho mình và cha mẹ của mình một tràng pháo tay thật lớn thật dài. Các con hãy lắng nghe thầy nhắc lại một lần, thì các con sẽ tuần tự mà nhắc lại cho thầy và cũng giải thích như thế nào cho hay, cho lưu loát. Cái trường hợp thứ nhất là cha mẹ dễ thương mà con cái không dễ thương. Trường hợp thứ hai là con cái dễ thương mà cha mẹ chưa được dễ thương. Thứ ba là cha mẹ không dễ thương mà con cái cũng không dễ thương. Thứ tư là cha mẹ dễ thương thì con cái cũng dễ thương. Rồi, các con hãy ngồi thẳng lưng lên. Và ai xung phong mạnh dạn nhắc lại bốn điều này và phân tích cho nó hay cho thầy xem. Thầy mời bạn áo cam. Hay là con tin chưa là có tên là cũng được. Hôm nay con sẽ nói bốn điều mà thầy nói. Dạ, trường hợp thứ nhất là cha mẹ dễ thương như con, nhưng con gái chưa được thương được thà. Cha mẹ thì thương như con, luôn chăm sóc cho con, còn con thì ăn chơi lỗ, con học bài suốt ngày, chơi với bạn bè, chơi với những bạn xấu. Trường hợp hai là cha mẹ con dễ thương nhưng con dễ thương là cha mẹ tham gia những hoạt động xấu không tốt và hay đánh và nói những lời không thương với con. Còn con dễ thương thì là con ngoan ngoãn, ba lời cha mẹ học hành chăm chỉ.
con thì học hành cho con học tốt, ba là cha mẹ không chơi lẩu, không chơi với những bạn bè xấu. Cả lớp cho một tràng pháo tay. Quá hay, quá chính xác. Hướng cho bạn một món quà. Đó là một bạn nam rồi. Bây giờ thầy chọn một bạn nữ nào. Cái bạn áo đỏ đó. Rồi, thầy mời con. Thì chúng ta sống rất là buồn.
rất là đau khổ. Cho nên cha mẹ đối với con cái cũng phải có chữ sự thương yêu. Con sống với cha, cha sống với con sống với mẹ sống với con, và anh chị em trong gia đình mà biết sống yêu thương nhau, biết trân quý giúp đỡ nhau thì gia đình đó là một gia đình hạnh phúc ở giữa cuộc đời này. Sống trong cuộc sống này thì các con phải biết chọn bạn mà chơi. Ví dụ như bạn đó thích chơi game, mình có chơi game không? Bạn đó đi học mà không lo học, bỏ học giữa chừng đi về là có nên chơi không? Những điều gì mà mình chơi, mình sinh hoạt mà nó đem lại cái bổ ích cho chính mình thì mình chơi, còn không thì mình phải tránh đi, nhớ chưa? Các con hãy nhìn lên đây và đọc lớn theo thầy. Lánh xa kẻ xấu ác. Được thân cận người hiền. Tôn kính bậc đáng kính. Là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt. Được tạo tác nhân lành. Được đi trên đường chánh. Là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay. Biết hành trì giới luật. Biết nói lời ái ngữ. Là phước đức lớn nhất. Được cung phụng cha mẹ. Được hành nghề thích hợp. Là phước đức lớn nhất. Rồi tự thưởng cho mình một tràng pháo tay coi. Đó là bài học thứ hai thầy hướng dẫn cho các con. Điều thứ ba thầy muốn dạy cho các con, đó là phải biết yêu thương bản thân mình. Như thế nào là yêu thương bản thân mình? Các con phải đặt lại câu hỏi yêu thương chính mình. Vậy thì phải làm sao để yêu thương chính mình? Đây là một câu hỏi lớn. Đây là một câu hỏi mà các con ai cũng phải nhìn nhận, phải học hỏi và để soi lại cái bản thân của mình để mình phát triển mỗi ngày. Trước khi vào cái bài học này, thầy cho các con biết được một cái điều như thế này. Thầy kể cho các con nghe một câu chuyện. Cách đây vài hôm thôi, thầy có lên internet và thầy có biết được một câu chuyện là của hai chị em mà đằng sau cái nhà nó có một cái bể bơi. Hai chị em cùng ra chơi, người lớn thì ở trong nhà hết, không có ai hết. Hai em tự nhiên ra chơi, cái người chị thì cầm cái phao rồi thả xuống cái bể bơi, rồi cái người chị đó đi xuống thì nắm được cái phao, nhưng mà cái nước nó sâu quá, nó bị hỏng chân. Thế là bạn này đã
bị đuối nước. Và cái người em á cũng không có biết chuyện gì, cứ thấy chị mình ra chơi rồi em cũng ra theo, rồi hai chị em cùng đi ra chơi. Thế là các con biết sao không? Hai chị em cùng đuối nước và ra đi mãi mãi luôn. Thầy xem một cái clip đó mà thầy rất là buồn, rất là thương tâm. Bởi vì các bạn còn nhỏ mà đã ra đi vì đuối nước. Thì qua cái câu chuyện này, thầy muốn nhắn đi các con. Cái thứ nhất, khi các con đi đến một nơi nào mà có hồ, có ao, có sông, có suối thì phải có người lớn, chính xác. Cái thứ hai, không được tự ý mình đi đến gần nơi mấy cái ao hồ đó. Và nếu bạn nào mà có điều kiện, có thời gian thì xin bố mẹ mình đi học bơi. Trong đây bạn nào biết bơi? Wow, cả lớp mình ai cũng biết bơi hả? Giỏi gì? Cho một tràng pháo tay. Rồi, các con phải về học bơi. Bạn nào biết bơi rồi thì phải tập bơi thêm. Mà bạn nào chưa biết bơi thì hãy về xin học bơi. Nhưng mà học bơi rồi thì đi suối có cần người lớn không? Cũng phải cần người lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sức khỏe của mình nó không như người lớn, nó rất là yếu. Cho nên biết bơi rồi mà đi bơi cũng phải có người lớn. Các con có ý thức điều này không? Rồi, đó là một cái việc mà thầy muốn nhắc đến các con. Bất cứ một cái bài học nào, cái trường học nào thì các con phải tự tin. Tự tin rằng bản thân mình sẽ làm được. Thầy lấy ví dụ, mình học trên lớp mà bài thì vở nào mà nó khó, bài nào mà mình chưa giỏi thì phải làm sao? Phải học, phải rèn luyện thì mình mới giỏi giang được. Thì mình phải tự tin vào bản thân của mình sẽ làm được. Hoặc là mình chưa biết bơi thì mình phải tự tin rằng mình sẽ học bơi được. Bạn nào mà chưa có cái sự tự tin thì phải cố gắng nuôi dưỡng làm thế nào để mình tự tin trong mọi hoàn cảnh. Và không có một thành công nào mà không có sự nỗ lực. Cho nên các con phải nỗ lực hết mình, phải cố gắng học tập, phải cố gắng chăm ngoan để cho cha mẹ mình, gia đình của mình thương yêu bản thân của mình. Nhớ chưa? Bây giờ có một cái trường hợp như thế này, thầy lấy ví dụ. Bây giờ các con đi mua sắm với bố mẹ hoặc đi đâu đó mà lạc đường, thì cái cách để mà giải quyết vấn đề này thì các con giải quyết làm sao? Đi ra đường mà lạc đường, không có người lớn, không có bố mẹ thì các con phải làm sao? Cũng là một ý rất là hay. Rồi, có ý nào hay hơn không? Rồi, thầy cảm ơn con, mời con ngồi xuống. Còn ý nào nữa không? Rồi, thầy cảm ơn con. Bạn áo hồng bên này. Ồ, hay quá, cũng là một ý rất hay. Rồi, giỏi rồi. Rồi các con hãy bỏ tay xuống, ngồi yên. Khi các con đi lạc đường thì thứ nhất là các con hãy đứng yên, không có chạy bậy. Và thứ hai là nếu mà bạn nào mà thuộc số điện thoại của bố mẹ
thì nhờ người lớn mượn điện thoại để mà gọi điện cho bố mẹ, để nhờ sự trợ duyên của người lớn. Nhớ chưa? Ví dụ như các con đi siêu thị, nhưng mà các con ham chơi quá, bố mẹ thì đi mua đồ, bắt đầu mình bị lạc rồi, thì mình phải làm sao? Thứ nhất là đứng yên, thứ hai là nhờ chú bảo vệ, hoặc là đọc số điện thoại của bố mẹ cho chú bảo vệ gọi điện cho bố mẹ đón mình. Nhớ chưa? Nếu mà đi ra ngoài đường mà lỡ có ai đó cho bánh cho kẹo thì các con có nhận không? Vì sao? Rồi, cho một tràng pháo tay, giỏi quá. Bài học tiếp theo, ở trong một gia đình thì các con phải cố gắng sống cho thành thật. Nếu như trường hợp mà mình làm sai thì mình phải làm sao? Phải xin lỗi. Ai cho mình cái gì thì mình phải làm sao? Đúng rồi, phải xin. Ví dụ như ở trong gia đình mình đi ngang qua cái bàn, cái ly nó nằm trên cái bàn, mà mình lỡ làm rớt cái ly, rớt xuống cái bánh, lỡ như bố mẹ về mà hỏi thì ai làm bể cái ly thì các con phải trả lời sao? Mình phải thành thật thú nhận. Bố mình hỏi ai làm rớt cái ly đây thì các con trả lời sao? Bà áo đen. Thầy cô trả lời là bố ơi con ạ, người làm rớt cái ly. Rồi sao nữa? Lần sau con không làm nữa, phải không? À. Rồi, bà trả lời đúng chưa? Rồi, tất cả các con hãy ngồi nghiêm và cho tất cả chúng ta một tràng pháo.